Bây giờ chúng ta sẽ đến thiết lập cấu hình cho phần viết bài. Chúng ta nhấn vào phần Writing. Trong phần Format thì chúng ta thấy một cái dấu check. Dấu check ở đây sẽ giúp chúng ta chuyển đổi những cái ký hiệu biểu cảm từ dạng text thành graphic trong phần nội dung của Word. Nếu chúng ta chép vào đây thì Word sẽ tự động chuyển đổi những cái mã HTML mà chúng ta nhập vào cái phần nội dung thành một cái định dạng của XHTML. Về HTML và XHTML thì lúc này các bạn cần phải học qua khóa thiết kế web. Chúng ta mới hiểu được khái niệm của XHTML và HTML là như thế nào. Theo lời khuyên của WordPress thì chúng ta không cần chép vào cái phần này. Tiếp đó là khi chúng ta post một cái bài mới ở trong mục này thì nó sẽ vào phần category nào. Lúc này chúng ta sẽ chọn nó vào cái category mặc định này. Tiếp đó là khi post một cái bài viết thì cái phần mặc định của bài viết đó thuộc dạng nào? Ở trong này có rất là nhiều dạng của bài viết mà sau này chúng ta sẽ tìm hiểu từng dạng một. Tiếp theo là phần mail server. Vậy thì ví dụ như tôi có một cái trang web là abc.com thì lúc đó tôi phải biết được cái cổng của mail server là bao nhiêu, và khi các bạn thuê một cái hosting bất kỳ nào thì thông thường cái mail server của nó sẽ ở cái địa chỉ là mail chấm, tiếp đó là phần domain của bạn, và port của chúng ta mặc định là port 110. Lúc này chúng ta bổ sung thêm cái email của cái domain abc này. Vậy tôi sửa cái phần domain này lại thành abc.com. Chúng ta sẽ nhập password mới vào. Cái phần mục này sẽ giúp chúng ta gửi đi thông báo từ hệ thống của website. Những thông báo của hệ thống website, ví dụ như là kích hoạt tài khoản sau khi các bạn đăng ký, gửi đi một cái thông tin đến người quản trị website khi chúng ta nhận được một cái phần contact nào đó hoặc một cái comment nào đó. Nếu chúng ta không có một cái địa chỉ website riêng thì chúng ta có thể sử dụng của Gmail. Ở đây Gmail của chúng ta thì chúng ta sẽ đưa vào là mail.gmail.com. Port ở đây của chúng ta phải được thay đổi là 465. Và tên ở đây sẽ là Gmail. Password là cái password để login vào được cái tài khoản này. Tiếp theo là một cái service của Word. Khi các bạn bọt một bài và lúc đó ở chế độ public thì nó sẽ tự động đưa cái bài viết của bạn lên một số cái website. Thì thực sự tôi rất ít dùng đến cái service này. Nếu bạn nào muốn update các bài viết lên các website khác thì các bạn có thể đọc thêm tài liệu ở cái phần này. Đây là những cái trang web mà nó nhận thông tin từ những bài viết của bạn và nó lưu ở trên website của nó. Cách nhận dữ liệu này là cách nhận dữ liệu theo định dạng là XML RPC. Đây là một cái kiểu trao đổi dữ liệu mà chỉ có những cái người lập trình web mới biết được. Còn vấn đề của chúng ta, nếu các bạn cần thì chúng ta chỉ cần copy những cái giá trị này, sau đó chúng ta đưa vào trong vùng này và chúng ta bấm Save Change. Thì lúc đó mỗi lần chúng ta bọc bài, bài của chúng ta sẽ gửi lên các cái service của WordPress. Vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong phần setting căn bản. Sau này còn có các phần setting khác thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ. Trong phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái phần gửi bài lên website của chúng ta.